Xem TikTok quá 180 phút, nam sinh đi lên nộp tiền học thôi mà phong thái cũng bất ngờ theo style đại gia lòng tốt. Học sinh ngày nay sáng tạo lắm, đến cả việc nộp tiền học thôi cũng cứ phải là khác bọt. Một nam sinh đi lên bục giảng nộp học phí cho thầy giáo đã khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn, bởi quan trọng là thần thái. Từ giây phút đứng lên rồi xài những bước dài từ cuối lớp lên đến bục giảng, cậu chàng đã biến khoảng cách giữa hai dãy bàn ghế thành sàn runway phiên bản học đường. Chúng ghét đấy nhỉ. Lên tới nơi, tắt mút mô đồ, chuyển qua mút đại gia. Khi tay thì cắp quyền vở, tượng trưng cho ví, hơi mệt, giả cá sấu. Rút tiền ra đưa thầy giống phong thái của đại gia mạng TikTok, mang tiền giải khắp Việt Nam. Xong rồi còn nhanh trí ghép thêm quả nhạc thần thánh quen thuộc nữa chứ. Nó ở cái tầm. Chỉ vậy thôi là có ngay bản photocopy phiên bản học sinh cũng cháy gần bằng bản gốc. Đã thế, tới lúc ký tên cũng vẫn phải ngừa ngựa style tổng tài mới chịu cơ. Tố chất diễn viên tương lai, có hết cảnh cũng nhất định không chịu thoát vai. May mà thầy giáo không biết bản gốc, chứ biết rồi thì không dám tưởng tượng diễn biến sau đó sẽ thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.